đang gọi lại con gái lớn nha cả nhà. Kêu 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 xuống lại đây. Nè, mày kêu Hưng Trần xuống lại. Hai đứa con gái lặn lưng. Kêu mày đừng có qua nó. Nó có con chó rồi. Không có ba chiếc vòng qua mày chết mẹ mày. Đó, Cứng Nguyễn đang xem nha cả nhà. Đó, nè, Cứng Nguyễn nhà máy à. Cứng nhà máy à. Đổi lại đi chứ. Dứt hai ngón ra, trời, dứt hai ngón ra. Đó, đó, đó. Hương Trần đem bình à, bình đào về. Hương Trần, không có ba chiếc nhẫn là mày chết mẹ mày với tao. Mày ẩm con chó mày ngủ đi. Tắt mẹ. Gọi lại. Kêu xuống lại. Tao đang like mà mày like là sao Hương Trần? Tao đang like sao mày là like giờ Hương Trần? Quyên, chồng chỉ không à, ỉa cục nào ăn cục này. Cá cha biển hồ, mấy chị đừng ăn. Cá cha biển hồ đừng ăn. Đĩ mẹ mày, không có ba chiếc vòng mà chết mẹ mày. Hai đứa con gái đi về. Ngu quá vậy. Đi bốn xà bay giấc, đi bốn xà bay. Giấc, thử lên. Rồi lại la rồi giấc, lại la giống như giấc à. Ai à, có tổng quyền hả? Thử lên. Hai đứa con gái rồi ba chiếc vòng cho mẹ. Ngu quá ngu. Vậy. Còn tắt máy nữa, ông thèm nghe máy luôn. Giờ gọi cho Hương Trần thì giúp. Quậy. Đây. Mày nói gì? Đã quậy. Quậy quậy là trực hết like luôn. Quậy dơ luôn hả? Quậy dơ luôn. Quậy quậy Hương Trần hết like luôn. Đang coi hai cái like muốn tẩu quả chặt ma. Kêu gì chức qua đòi ba chiếc chồng Tướng Nguyễn đi. Anh qua phụ gì chức đòi cho đập Tướng Nguyễn luôn. Trời. Hai con gái rồi rất là phá câu. Trời ơi là trời. Ở đây coi hai cái like chức nào. Quá cần quá mọi người ơi, đang coi hai cái like nha mọi người. Đó giờ bên kia cũng đang like, bên đây đang like nha cả nhà. Rồi ơi, cuối cùng rồi. Chắc bị bỏ luôn rồi. Đó, chào 117 người đang xem nha. Rồi đừng phán xét mà một người trong khi đó tại vì chứ không chịu online anh Cứng Nguyễn lên 200+ người rồi đó. Thì chứ phải tương tác lên. Rồi. Rồi mọi người ơi, sao lại không coi bên kênh em? Dứt vui vẻ đi, dứt. Ổng đang vui bển kìa, ổng quậy bển kìa. Quay chồng chị coi chị. Chồng chị nè, đó chồng chị là chị vừa làm vô cô ba. Chị vừa làm vô. Rồi, chức thua rồi, chức trong cuộc tình này thua rồi, chức ơi. Cá bị ương rồi. Cá dứa biển hồ của thằng Ương Trần bán bị ương rồi. Lạc xưởng thịt chuột bằng cu lạc xưởng của anh Tống Nguyễn. Mấy chị đừng ăn. Anh đẩy mạnh lên đi chứ. Đẩy mạnh lên rồi rất rất like rất người mọi người chứ các ơi. Rồi, trời ơi 230+ người luôn rồi kìa. Rồi qua bệnh hết luôn rồi. Rồi hết luôn rồi kìa. Ông ai coi chứ luôn kìa. Nó vợ trời chứ. Ờ, mà chứ xong rồi, mà chứ thua rồi. Trời ơi, rớt like luôn rồi chứ ơi. Mạnh dạng lên đi chứ. Linh bông đi, linh bông kia chết đi. Trời ơi, trời ơi trời. Linh bông kia chết đi, chứ nói tiếp. Nói linh bông đi. Linh bông đi. Chứ chửi hai like không nghe, không hiểu gì hết. Chứ ơi. Mọi người ơi, qua ủng hộ kênh của em đi mọi người ơi.
Đó, về bên kia 260 người đó mọi người ơi. Trời ơi trời, còn lên nữa kìa. Rồi, 270 người luôn rồi chứ ơi. Rồi, gì chứ, cái gì không à. Trời ơi ghê, lên luôn á, lên thiệt luôn đi chứ. Giờ trên bảo chở qua nè, giờ làm việc luôn rồi chứ. Lên đây thử lên tiếng ngon, lên tiếng đây. Nguyên bài kéo qua bảnh luôn, quậy luôn. Quậy nát cái nhà bảnh luôn rồi chứ. Lão là chứ, được gì dân trần cảnh chỉnh la cho công an vô phạt chơi chứ. Mình đâu có ở đó đâu đúng không? Nó hồi dứt về rồi, đâu có đâu ở đó đâu, ai ở. Bảo, lấy xe nghe anh Bảo. Đi đi chứ. Trời ơi, chức gì là thua rồi. Chức nói nguyện không à. Kìa, cứng Nguyễn nói rất rõ ràng nè, cứng Nguyễn. Sống mà bạc như voi, trời. Cứng Nguyễn nói gì lên là đặt gì chết tại chỗ, trời. Ăn đòn đổ máy một lần không sợ hả cứng Nguyễn, trời. Giờ qua gặp nhau chắc vui, hốt nhau luôn, hốt nhau luôn. Ha ha, lượt view lên ào ào, trời ơi là trời. Căng quá cả nhà ơi. Căng quá, căng thẳng quá. Giờ Dứt thì sao, Dứt có qua bển không? Qua con cái còn với anh Bảo hồi tống dứt qua bển nè, má chồng quậy luôn nè, quậy luôn nè. Không, sẵn ra chồng nhà. Cầm cái bao vuông heo. Con bển mình quậy mình la lên, la ung sùm lên chảnh luôn cho công an lên xuống đặt biên bản chơi đó chứ. Rồi mình đi về. Chào mình Dứt. Qua quậy gì Dứt ơi, con đi ủng hộ gì Dứt nè, trời ơi, anh Bảo Nguyễn ơi heo ủng hộ Dứt luôn kìa. Anh xác coi luôn kìa. Hót lắm luôn, bà đọc nhanh quá, bị sai, nha anh gà, kha kha kha. Nói chung là thêm mắm thêm muối chứ nha mấy chuối ơi. Qua bảo vệ, không cho vô đâu. Ứng nguyện chú. Ứng hộ, cá chê, cá vô là hứng chân. Đúng rồi. Đó là có là cá chà. Ủa nè. Trời ơi là trời. Rồi xong luôn rồi, tiếng này xong rồi. Mẹ chồng xong sao buồn bã vậy chồng gà, bữa nay làm mệt nha vợ yêu ơi. Bữa nay làm mệt với lại gặp mệt. Cứng Nguyễn tết tới nơi giờ nhan chó đầy á. Tao quýnh chày mặt này chưa sợ tiếng này két đầu. Trời ơi, hay quá. Nói gì cầm qua gì xong. Cứng Nguyễn bán hàng chốt đơn 10kg rồi kìa, lượt xem lên tới 400 lượt xem rồi. Thức giọng Cứng Nguyễn ghê, kêu quỷ kênh anh Dậu với anh Toàn. Rồi hiền cử gì nữa chứ, qua quậy đập bà chứ, đập Cứng Nguyễn luôn bà chứ. Tổng tiến và ai tập bây giờ là anh đi với bà coi như vậy, không nói gì vậy, bỏ lo lên tập bỏ lo lên, nghe ông nói cái gì mình bắt đầu mình biết đáp trả được. Không nói gì đó, con nói gì đi chết. Đó, nói chung ai thương chức ủng hộ chức thôi, tính gì chức như vậy rồi. Nói chung cả đời này không thay đổi được tới đâu hay cái đó nha. Chân chức giờ cũng đang sưng lên cả nhà ơi. Thôi mình cứ vui vẻ nha. Nói chung ai coi bên nào cũng được nha cả nhà. Miễn vui vẻ là được nha cả nhà ơi. Đó, em chào 103 người đang xem nha. Bây giờ là gì chức cái luật pháp nó quýnh với anh Đúng Nguyễn đúng không? Ủa gì vậy? Nó thuộc mình, tôi mới quýnh đó. Mà làm nóng cho quay đó không? Hai người luôn hả? Em nó đi em đâu rồi, xe sống gió anh đâu á. Trời ơi, đứng động gì chứ ơi. Trời ơi, anh Hưng không cho quay bên bún bò nữa rồi nè. Trời ơi, anh Hưng Trần không được quay bên bún bò nữa chứ ơi. Mừng lên chứ, vỗ tay chứ. Quay sống gió mình nói chứ. Chúc mừng anh Hưng Trần. Cá bò bún bò đéo cho cá dường cá chê quay nữa, tên biệt danh là Hưng Trần cá dường cá chê với cục nào ăn cục này. Oh, hay quá. Cấm quay Hưng Trần ở đây, xả vào lên tiếng với bụng bò phượng ghẻ không cho nó quay bên đây. Bây giờ chứ mà xíu luôn, không cho Hưng Trần quay nữa. Tôi không cho Hưng Trần quay bên đây, nó quay bên thằng mặt lồn Tuấn Nguyễn.
với hai con đứa con gái lận lưng, đừng bao giờ gặp mẹ mày nữa. Đó, đúng rồi thầy. Mẹ, anh bảo nói gì vậy chứ? Hân Trần quay tới đâu là? Ở đó có chuyện. À, chỗ đó có chuyện. Sống gió. Sống gió. Xin mời mấy người qua đây. Mẹ thử thách bài chức lực bàn đi, bàn này em gom lại rồi nha. Chứ là không có được nha, lực bàn là khu nha. Ủa chị anh Nguyễn ok chút cả, giúp máy đỉnh ra. Rồi, giúp số 1. Máy đỉnh là số 1, con cho chức cho em rồi. Tiền không? Rồi, tẩy chai Hương Trần rồi, tẩy chai Hương Trần luôn, đúng rồi, tẩy chai Hương Trần đi chứ. Đâu lớn lên, tẩy chai Hương Trần cá cha. Tẩy chai Hương Trần cá cha, không cho qua bún bò, với sáu bò quán khô nữa. Kệ, cái kêu đem anh nước hình Hương Trần dán đây luôn. Đúng, mà dán hình anh Hương Trần luôn, mà có hình đi chứ cho. Dán tại quán luôn, cắm vô quán. Đúng rồi, vui vẻ nha cả nhà ơi, kha 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 chảy nước mắt với bài chức, đúng rồi, chào khích chọc chó ơi. Trời, Hân Trần đứng nha, Hân Trần nè, Hân Trần nha, đứng kế bên ngồi bên chồng bài chức luôn kìa. Đứng nha, Hân Trần nè. Đâu mẹ, đưa lên coi kìa. Đó, Hân Trần trả lời kìa, chờ xíu rồi cả nhà. Rồi, Hân Trần đứng ra đứng chính luôn rồi chức ơi. Tại sao không được quay bơi đúng bò kìa? Cũng sạc em luôn đi chị. Rồi. Cầm vòng đi, cầm 8 triệu bả ăn 3 triệu. Vì chức là con người mà dù gì cũng là bệnh gì. Này nói vô nó có câu được không? Không lại sao? Ý ghi âm lại hả? Anh nói. Bên kia bị hương chính đá đơn rồi sao thì chết? Quay hiện tại ở đây đi em đừng nói nữa, ok nha. À, nói hiện tại đây chơi đây. À, nó gạt rồi. Máy gì chất kìa, không coi YouTube kìa. Coi YouTube được mà. Em cầm mới tắm chuẩn bị đi ăn tiệc, tôi mới gọi cho cầm mà. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó đi ăn tiệc. Đúng rồi, bữa nay. Ở đây cầm đi ăn tiệc đó. Rồi, ăn đi má nè. Ờ đúng rồi, đi ở chùa, trong chùa. Nói gì chứ giờ rất là tập trung xem like của bên anh Hân nha. Để coi có tình tiết nào gây cứng không thì chứ sẽ lên tiếng phản biện lại nha cả nhà. Nói gì chứ bỏ cứ Nguyễn đi, cứ Nguyễn có rượu là quay gì chứ. Có ngày gì chứ chết sớm, chưa chết vì bệnh mà chết vì cứ Nguyễn giỡn quá tai. Hồi xưa chị chứ không ngoại trừ ngày quay YouTube quay gì chứ đang tưởng là ngôi sao Hân Trần giật. Hận gì Sưng rồi, tại vì Sưng chửi mong cầm, trời ơi. Đó, cô ba ơi, Sưng ơi, ta nói Hân Trần hận gì Sưng rồi, tại vì Sưng chửi mong cầm. Bị tiểu đường mà.